Sơn. Trời, gì vậy? Sao giờ còn chưa chịu dậy đi làm? Trễ lắm rồi đó nghe. Tôi nghĩ gì rồi? Ủa sao vậy? Sao không nghe mày nói gì hết? Thì giờ không thích làm chỗ đó nữa, nhưng mà tôi nộp hồ sơ vô chỗ khác rồi. Người ta hẹn mấy bữa nữa đi phỏng vấn, mấy bữa nữa đi làm. Đang ngủ kêu người ta. Vậy mà im im không nói gì hết ta? À, hay là mày cho tao mượn xe được không? Tao chạy xe ôm kiếm thêm vài đồng. Bữa giờ khó khăn quá. Rồi dụ giờ tôi muốn đi đâu rồi sao? Thì mày lấy xe đạp của tao mày đi. Còn không á, mày cứ đi xe ôm đi, tao trả tiền cho. Trời, tự nhiên ông đòi lấy xe của tôi đi chạy xe ôm, rồi lấy cái tiền xe ôm trả lại tiền xe ôm cho tôi hả? Bị điên hay gì vậy ông? Thì đâu phải lúc nào mày cũng đi xe ôm. Giờ tóm lại có cho mượn không? Thì muốn lấy thì lấy đi, nhưng mà tôi nói trước nha, xe của tôi á là tôi cưng như trứng, ông mượn phải biết hứng nó như hoa biết không? Không có được để chạy xước hay là té ngã đâu nha. Trời, mày kỹ một á, tao kỹ 10 nè. Ừ. Nhìn chiếc xe đạp của tao đi, mua 1 năm rồi còn mấy tin. Vậy được, nhưng mà lâu lâu bồi dưỡng mới ly trà sữa được không? Mày nói lại tao nghe coi. Trà sữa? Mình có thể uống thứ nào đó mà nó trưởng thành hơn được không? Ê, tự nhiên cái uống trà sữa là ông trưởng thành. Vậy chứ người trưởng thành là phải uống gì? Thôi, giờ mày thích ăn gì, tao dắt mày ăn cái đó. Trời ơi, tự nhiên ông trả lời một câu hỏi bằng một câu hỏi khác lần sau. Chứ ông muốn gì thì ông phải nói chứ. Đi nhậu, chịu không? Quyết định vậy đi, chìa khóa rồi lấy đi, đừng ngủ tiếp ông ơi. Ok, vậy đi. Ừ. Em, ghế quán này anh mua qua ly cà phê. Dạ dạ. Ây da. Anh, có sao không anh? Anh ngồi lên đây đi. Thèm cà phê quá mà quên cha cái chân ở đâu. Dạ. Anh ngồi xuống đây đi. Quá. Để em vô mua giùm cho. Anh ngồi đây nha. Tao làm mất xe rồi. Gì? Mày nói gì mày nói lại tao nghe coi. Ê, tao không có giỡn nha. Tao nói thiệt, tao bị khách lừa lấy xe mất. Giờ tao không biết làm sao nữa. Trời ơi, sao mày ngu vậy Phúc? Sao tự nhiên mày để tao gạt lấy chiếc xe vậy? Trời đất ơi, sao tự nhiên khi khổng với ông mày mượn xe tao rồi? Rồi giờ tao lấy gì tao đi làm? Để tao tìm cách. Tìm cách cái con khỉ. Bây giờ ngay cả chiếc xe máy mày còn không có nữa. Mày nên cho tao làm sao? Bao nhiêu tiền mày làm mày gửi gì cho má mày chữa bệnh hết rồi. Mày ăn hôm nay mày tính ngày mai. Giờ mày đền tao bằng cách nào? Bây giờ chỉ có cách mày đi ăn cướp đó, rồi mày trả lại cho tao mày có hả? Ui. Alo chị. Dạ dạ em tới rồi, đúng vậy chị đó chị. Dạ dạ chị cho người đó đem đồ ra liền giùm em nha, tại em gấp á. Dạ dạ dạ.
chỉ có cách mày đi ăn cướp á, rồi mày trả lại cho tao là có á. Dạ dạ. Tìm hai cái áo nha chị. Dạ. Dạ, đúng rồi, hai cái áo hai màu á, màu vàng với màu nâu á. Dạ. 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 Chú ơi, chú có sao không chú? Anh ơi, anh có sao không vậy anh? Chú ơi, có chú có sao không chú? Con xin lỗi chú, tại con á mà chú mới té xe như vậy, con xin lỗi chú. Dạ, trời, dạ cấp cứu hả? Dạ, ở đây có tai nạn xe nè, dạ. Tỉnh rồi đó hả? Thôi, nằm nghỉ ngơi đi. Đừng có cử động mạnh. Cái chân đang bị thương đó. Tôi có đem cháo vô nè. Anh ăn miếng đi cho nó khỏe. Nằm cả ngày rồi. Cô không trách tôi hả? Có chứ. Nhưng mà bây giờ cậu bị như vậy á, tôi trách được làm gì? Tôi để dành đó. Xe của cô làm sao rồi? Đang ở ngoài tiệm sửa. Sợ hết bao nhiêu? Tôi sẽ đền cho cô. Không có nhiều đâu. Mà nè, tôi thấy cậu cũng là người lương thiện, cũng có trách nhiệm á, mà sao đi làm mấy chuyện đó vậy? Thật ra tôi vừa bị mất xe. Mà ác một cái là xe tôi mượn của thằng bạn nữa chứ. Là sao? Là hồi sáng cậu tính lấy xe của tôi, xong rồi đền cho thằng bạn hả? Lúc đó tôi nghĩ quẩn quá nên tôi làm bậy. Tôi xin lỗi cô. Sau này á, đừng có nghĩ quẩn rồi làm bậy. Uổng lắm. Uổng? Uổng gì vậy cô? Uổng cái nhân cách đẹp của cậu, cái lương thiện của cậu đó giờ nữa. Ây, chờ tôi với. Cái mắt lớn nhất của cậu hôm nay á, không phải là chiếc xe, mà là sự lương thiện bấy lâu nay của cậu. Nhớ nha, chỉ ngày hôm nay thôi đó. Tôi tệ thiệt. Chỉ vì bị người khác hại mà tôi xém đánh mất đi bản thân của mình rồi. Dù cho sau này có chuyện gì, tôi cũng không để đánh mất sự lương thiện này đâu. Cũng giống như cô, dù tôi có sai với cô nhưng cô vẫn giúp đỡ tôi. Tôi cảm ơn cô. Phúc. Sơn. Thôi, Tôi xin lỗi ông nhiều nha. Tại sáng này tôi nóng quá, tôi nói những cái lời không có đúng với ông. Mà xém chút nữa tôi biến ông thành người phạm tội rồi. Ủa, Trương không có sao không? Không sao, chỉ là bị trầy chút thôi. Vậy mà ông nói là chạy xước sơ sơ thôi hả? Bây giờ ông ngon dở chân lên tôi coi. Thôi đừng có xạo quá. Thiệt tình, thật sự á, là bây giờ không có xe á thì có gì tôi bắt xe buýt tôi đi làm cũng được. Ông như vậy mới là không đi làm được nè. Thiệt tình, tại chiếc xe mà chút nữa mất luôn tình bạn anh em mình rồi. Thôi, xin lỗi ông nha.
Tôi cũng xin lỗi ông nhiều. Thôi gì đâu. À, tôi cảm ơn chị vì đã giúp đỡ thằng bạn của tôi nha. Ừ, không có gì đâu. Mà nói nghe nè, thấy hai người cũng dễ thương mà tôi nói này, đừng ngại nha. Ở nhà tôi cũng còn dương chiếc xe, nó hơi cũ xíu. Nhưng mà nếu mình không ngại thì cứ dùng đi, rồi khi nào mà công an tìm được cái xe của mình á, hoặc là mình có tiền mình mua xe mới á, thì lúc đó gửi lại trả tôi cũng được, không sao. Tôi cảm ơn cô nhiều lắm. Đâu có gì đâu, thì giúp được gì giúp thôi.